cô Diệu Lâm Anh đặc biệt rất là thích tiết mục này và các con wacking cực kỳ siêu luôn. Không biết là các bạn có thể chia sẻ cho cô là các bạn đã tập wacking được bao nhiêu lâu rồi? Con tập bài này được là 1 tuần rồi ạ. Bài này thì được 1 tuần nhưng mà mình luyện cái skill mà cái kỹ năng wacking của mình thì bao nhiêu lâu rồi? Wack thì con luyện cũng là rất là nhiều. Khi mà wack thì là phải luyện tận 2-3 ngày. Luyện tận 2-3 ngày. Phải luyện tận 2-3 ngày. Luyện 2-3 ngày mà đã siêu như thế rồi. Quá hay luôn. Bây giờ thì cô chưa cần biết là các ý kiến của mọi người như nào. Cô Diệu Lâm Anh cho 10 điểm. Con cảm ơn cô ạ. Chị Thao Nguyễn cũng cho 10 điểm. Và chị đặc biệt thích bạn đứng ở giữa, bạn mang tất đen ấy. Bạn nhảy làm chị cảm thấy rất là thích luôn á. Còn chú Quang Thắng thì thấy chú sao? Chú Quang Thắng tặng các cháu 9 điểm rưỡi nhá. Cháu cảm ơn ạ. Chú Tuấn cho 9 điểm. Cháu cảm ơn chú ạ. Anh thấy các em khá mạo hiểm khi mà lựa chọn một bài hát quen thuộc và những cái điệu nhảy quen thuộc, nhưng mà các em đã làm rất tốt khi mà kết hợp với nhau ăn ý. Từ trước đến giờ thì anh thấy tiết mục này là các bạn nhuần nhuyễn nhất, cho nên là anh sẽ cho 10 điểm. Em cảm ơn anh ạ.